Chào tất cả các bạn, trở lại với chương trình tư vấn và đánh giá các dòng sản phẩm laptop mỗi ngày của trang công nghệ TRD. Thưa các bạn, cách đây hơn một tuần thì các bạn đều biết là Lương đã về một lô hàng dự án lên đến hơn 100 chiếc laptop ThinkPad T490. Và ngày hôm nay thì mình lại về thêm một ít hàng user các bạn ạ, có nghĩa là nó không có thùng hộp và là hình thức live lưu thôi. Đặc biệt phiên bản được trang bị i5 thế hệ thứ 10, có nghĩa là phiên bản trước thì tờ bán thì các bạn đều biết là được trang bị dòng CPU thế hệ thứ 8 thôi. Thế hệ thứ 10 thì được sản xuất mới hơn, đó là 2020. Và thậm chí là có cả phiên bản được trang bị i7 và có Vega rời MX250 luôn. Có Vega rời sẽ hỗ trợ các bạn làm đồ họa tốt hơn, chơi game tốt hơn, nhưng phân khúc giá bán sẽ cao hơn một chút. Có cả i5, có cả i7. Tính ra bây giờ là cửa hàng Lương có đến 3 phiên bản trang bị i5 đời 10 và i7 đời 10 và i5 đời 8 và i7 đời 8, xin lỗi các bạn ạ, 4 phiên bản luôn. Với mức giá cũng cực kỳ ưu đãi cho mọi người. T490, một trong những chiếc máy mà hỗ trợ các bạn trong lĩnh vực lập trình cực kỳ ok. Đồ họa tầm trung cực kỳ sướng luôn với chất lượng bàn phím và tiêu chuẩn độ bền quân đội. Và đặc biệt những chiếc máy này đều được trang bị công nghệ sạc Type-C với công nghệ sạc nhanh, trang bị cổng thu hút 3, hỗ trợ băng thông ra bên ngoài lên đến 40 ghi một giây. Các bạn có thể kết nối các thiết bị máy móc ra bên ngoài lên đến ví dụ như những hình ảnh âm thanh và hình ảnh độ phân giải cao như 5K, 6K vân vân. Những chiếc máy này đều kéo ok ngon lành. Và thời lượng pin của máy có thể duy trì ở chế độ dùng người dùng văn phòng có thể dùng 8 đến 10 tiếng luôn các bạn ạ. Một ngày các bạn đi làm không cần phải sạc. Và thậm chí với một số phiên bản cao cấp mình mang về có cả camera nhận diện khuôn mặt, có lép phím và vân tay, cực kỳ ok ngon lành luôn. Các bạn sẽ xem bài đánh giá của mình ngay sau đây nhé. Các bạn sẽ thấy là một logo ThinkPad truyền thống này. Bên trên vẫn phủ một lớp cao su đặc biệt chống bám vân tay cho mọi người. Sờ và rất là sướng các bạn ạ. Trọng lượng tổng thể của máy đó là 1,4 kg. Các bạn sẽ thấy phiên bản này chúng ta sẽ vẫn giống như phiên bản cũ của phiên bản đó là chip đời 8, chỉ được nâng cấp lên đó là dòng CPU thế hệ thứ 10 thôi. Với tiêu chuẩn quân đội SSD 800G, bản lề của nó bằng thép nhé. Vỏ máy bằng hợp kim nhôm, mazue, sợi thủy tinh, carbon và một lớp cao su đặc biệt để cấu tạo nên chiếc máy này. Các bạn sẽ thấy cổng LAN được bố trí lại là ở bên cạnh phải của chúng ta và một hốc tản nhiệt rất lớn ở đây. Nhưng nó thực sự thì thiết kế này mình không thích, cũng đã chia sẻ rất là nhiều rồi. Bởi vì nó phả hơi nóng trực tiếp ra phần tì tay, mình thì hay có thói quen để tay ở đây. À, như này nè. Sẽ hơi nóng một chút và khó chịu vào mùa hè. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng USB. Cổng LAN này các bạn nhé. Đằng trước là một ngôn ngữ thiết kế tối giản. Chỉ có cái G duy nhất đây, chúng ta mở máy này. Cái này là cái khóa camera nhé. Chúng ta mở ở đây. Ở bên cạnh trái thì các bạn sẽ thấy đây là cổng sạc thu nối 3 và kèm theo một cái cổng để chúng ta cắm cái đốc bên ngoài, cắm LAN nhé các bạn nhé. Đây là khe đầu độc thẻ mini SD, cổng giao tiếp phone 3.5, mic và phone. Có nghĩa là chúng ta cắm vào đây sẽ có cả tín hiệu mic và phone để chúng ta có thể nói chuyện với bạn bè, học hành trực tuyến online. Các bạn sẽ thấy đây một cổng HDMI nữa này. Thunno 3 sẽ hỗ trợ các bạn kết nối băng thông ra bên ngoài lên đến 40 ghi một giây, rất là nhanh, có thể kéo ra màn hình 4K và có thể cắm EGPU, có nghĩa là cắm hình rời từ bên ngoài. Ở đây chúng ta sẽ có một cổng sạc Type-C đây bên dưới của máy này. Những cái hốc này sẽ hút không khí vào, tàn khí nóng ở đây, tuần hoàn không khí làm mát máy. Đây là khe chống tràn của bàn phím này. Bây giờ thì mình sẽ mở cái lắp đít này ra xem nội tạng bên trong của chiếc máy nó như nào, mời các bạn đón xem. Các bạn sẽ thấy là Lenovo nó thiết kế rất là thông minh, kể cả mở ốc thì các bạn sẽ không cần phải thụt ốc ra ngoài bởi vì nó có cái răng bên dưới này, đây này, đó, rất là thông minh luôn. Lắp bằng mazue rất là nhẹ nhá. Đây là bên trong của chiếc máy đây các bạn ơi. Đây các bạn sẽ thấy này, đây là phiên bản Vega On. Đây là con chip i5 thế hệ 10 này, ổ cứng của nó này, xịn sò ghê. Con này thì nó bị ổ cứng không ghi được của hãng gì, xịn thật đấy. Đây là slot cắm RAM nhá. Nó sẽ có RAM on trên máy là 8GB các bạn ạ. Thì cắm một que như này thì chúng ta có thể cắm một que 32GB thì có thể maximum sẽ là 40GB. Còn đây là khe cắm WAN. Cắm WAN để làm gì? Để chúng ta dùng mạng 4G đấy ạ. Đây ạ. Pin của nó này. Dung lượng của pin chính xác của nó là 4211 mAh đây này các bạn này. Pin lithium các bạn ạ, đây là pin set mode của máy này. Chiếc máy sẽ cho phép chúng ta nâng cấp duy nhất chỉ là RAM, ổ cứng, RAM, CPU và GPU sẽ không cho phép các bạn nâng cấp mà các bạn phải chọn option ngay từ ban đầu các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là cái loa của máy này các bạn này.
Bây giờ thì mình sẽ lắp vào và mình sẽ test những cái ứng dụng cho các bạn xem tới sức mạnh của chiếc máy nhé. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc ThinkPad T490 của chúng ta. Chúng ta sẽ có một cái viền màn hình không quá dày và cũng không quá mỏng. Nói chung là thiết kế nhìn khá là cân đối. Và đây thì chúng ta sẽ có một cam ở đây. Các bạn sẽ thấy có cả nút gạt cam này. Gạt cam này làm gì? Để che camera đi các bạn ạ. Trong một số tình huống nếu các bạn cần bảo mật. Và cam còn được tích hợp cả cảm biến cam, cả mic. Nó sẽ hỗ trợ các bạn quay phim, chụp ảnh, học online, học trực tuyến, vân vân. Qua chiếc camera này cực kỳ tiện dụng. Và màn hình có thể ngửa được như này các bạn nhá. Phải nói là quá chất với các thế hệ bàn phím của ThinkPad. Và với phiên bản này thì được tích hợp sẵn led phím. Chứ tớ nói thật, với phiên bản cũ thì tớ đã review rất là nhiều. Đại đa số người Việt Nam tan bớt đi option led phím nó chùa. Bây giờ mà làm việc về đêm mà không có led phím thì vứt bỏ luôn. Đây các bạn sẽ thấy này. Bật này. Đó, các bạn sẽ thấy tăng giảm bàn phím này. Phím bấm sướng, sướng người luôn. Bao nhiêu năm nay cái thiết kế con xích quay này không thay đổi, vẫn là màu đỏ như này. Phím bắt nguồn ở đây các bạn nhá. Những lớp thiết kế của các dòng sản phẩm T đời cũ này vẫn còn này. Phím bắt nguồn được tích hợp đèn LED sáng trắng. Đây là bảo mật vân tay. Chuột nó này. Xê, sướng không? Rất sướng luôn. Đó, chuột bấm cũng sướng. Chữ ThinkPad này. Đây là tem i5 thế hệ 10 này. Mình sẽ vào bên trong để xem phần cứng của nó nhá. Tớ đang test ổ cứng này. Choáng ngợp luôn. Vãi trưởng không? Tốc độ đọc của cứng LVMe của máy lên đến 3,5GB một giây và tốc độ ghi cũng lên đến hơn 2GB. Quá là kinh khủng luôn. Dã man. Đây là tốc độ cứng tốt nhất hiện nay. Chuột này nó hỗ trợ cảm ứng đa điểm các bạn nhé. Bluetooth này. Có Bluetooth thì sẽ hỗ trợ các bạn kết nối ra bên ngoài băng thông lên đến rất cao. Và các bạn có thể các tín hiệu âm thanh và hình ảnh có thể truyền với tín hiệu không dây qua Bluetooth nhé. Vega đang sử dụng trên máy này, UHD Graphics này. Ổ cứng lên con này nó lại, Samsung. Con này vừa nãy mình mở máy ra thì nó không ký hiệu gì nhưng đây ổ cứng của Samsung. Con này chắc là con PM981 CU này. CU được trang bị trên máy đó là 10210U CU thế hệ thứ 10, Comelec. Đây không phải là chip thế hệ mới nhất các bạn ạ. Con này với tiến trình sản xuất chip của nó mới là 14 nanomet thôi. Không phải là ICX. Wi-Fi xịn chưa? Wi-Fi 6 luôn. AX201 100 băng tầng lên đến 160 MHz. Wi-Fi 6 là xịn rồi, quá nhanh. Nhanh nhất hiện nay đây các bạn ạ. Ổ cứng nhanh, Wi-Fi nhanh, màn hình đẹp. Vâng, thưa các bạn thấy là i5 là 10210. Mình đang thử khả năng render 3D của nó. Thưa các bạn là dòng CPU chip U thì mặc định với các bạn là nó không làm đồ họa quá khỏe. Đây là xung nhịp CPU tiết kiệm điện và làm các công việc chủ yếu đó là văn phòng, lập trình và các ứng dụng cơ bản về đồ họa thôi. Nó không khỏe những cái dòng chip H đúng không các bạn? Nên các bạn phải phân biệt. Vâng, thưa các bạn, thì điểm C-band của chúng ta nhận được đó là 742 CB. Một điểm số rất tốt. Nếu mà so với các dòng CPU thế hệ cũ thì bây giờ chip U đã khỏe hơn rất nhiều so với các dòng mà chip U từ thế hệ mình thấy là từ thế hệ thứ 4 này, thứ 5, thứ 6, thứ 7. Và bắt đầu lên đến đời 8 thì nó đã khỏe rồi đúng không các bạn? Bởi vì nó được nhân số lõi số luồng cao hơn. Đấy, các bạn có thể nhìn thấy là 4 lõi 8 luồng, mặc dù là phiên bản i5 thôi các bạn ạ. Sẽ hỗ trợ đồ họa tốt hơn, mô phỏng tốt hơn. Với phiên bản T490 lần này thì với màn hình của nó đạt độ sáng lên đến 400 CD, cường độ ánh sáng cho 1m2. Và tỷ lệ tương phản của màn hình đạt rất cao đó là 1476. Nói chung là xịn sò hơn rất nhiều so với phiên bản cũ. Và tỷ lệ bao phủ màu đạt 92,2% sRGB và 60% Adobe RGB. Nói chung là các bạn nhìn thấy không? Nó rất là mịn. Độ sáng tốt nên màn hình chúng ta nhìn nó rất là đẹp. Độ sáng 400 như này sẽ là tương đương với phiên bản ThinkPad X1 Gen 10 2020 mà hôm vừa rồi mình review cho các bạn. Độ sáng sẽ tương đương so với phiên bản đó là ThinkPad X1 Gen 7 phiên bản 2020 cùng trang bị CPU thế hệ 10. Màn hình IPS các bạn nhìn này, góc nhìn này, rất rộng. Và bên trên màn hình thì có một lớp chống lóa đặc biệt. Theo logo giới thiệu thì màn hình IPS ISO. Đây, nó sẽ có độ sáng khoảng 400. Âm thanh của máy nghe cũng sướng phết đúng không? Các bạn nghe hết. Nghe khá sướng. Loa nó được bố trí ở bên trên như thế này nhá.
Màn hình mình sẽ cho ở thang điểm 9 và âm thanh cũng sẽ cho ở thang điểm 9. Các bạn hoàn toàn có thể dùng để giải trí, xem phim, nghe nhạc. Màn hình với tỷ lệ bao phủ màu trung thực, nó sẽ giúp các bạn thiết kế trong lĩnh vực in ấn thời trang với màu sắc chuẩn chỉnh, in ra mà không bị sai màu, thiết kế ra không bị sai màu các bạn nhé. Vâng, thưa các bạn, điểm mạnh của chiếc ThinkPad là gì ạ? ThinkPad có một cái hệ thống tản nhiệt phải nói là vô cùng tuyệt vời, đặc biệt với hệ thống quạt cực kỳ êm ái luôn. Kể cả các bạn có dùng chế độ ở đây, các bạn sẽ thấy là Full Max 2D. Hơi nóng được thổi ở đây, để chỗ này hơi khó chịu một chút đấy, mình cũng đã bảo các bạn trước rồi. Mức FPS chúng ta sẽ nhận được khoảng gần 400, đó. Và nhiệt độ của CPU chỉ ở ngưỡng là hơn 50 độ C thôi. Bàn phím này sướng này. Bấm phím mà nó không hề bị lún hoặc bị rung luôn, bấm này hơi sướng này, cảm giác dùng phế người luôn. Đặc biệt là các anh em làm kế toán, làm lập trình hay công việc mà kinh doanh cần một bàn phím tốt thì ThinkPad số 1 thế giới luôn, không có số 2 luôn. Ở chế độ 3D thì mức FPS chúng ta nhận được tương đối là thấp và sẽ bị giật bởi vì chiếc máy của chúng ta nó không được tích hợp để làm đồ họa nặng cũng như chơi game nặng các bạn nhé. Lưu ý, dòng chip U thì nó là dòng tiết kiệm điện và dùng chủ yếu công việc là đồ họa tầm trung, văn phòng, giải trí, lướt web, xem phim, nghe nhạc, vân vân. Chúng ta có một màn hình tuyệt vời. Với tỷ lệ bao phủ màu cao thì anh em hoàn toàn có thể thiết kế. Ở đây thì mình đang dùng Photoshop để vẽ lại những cái edit, sau đó thì mình post YouTube cũng như trang Facebook của mình. Nói chung thì Photoshop dùng những chiếc máy này thì quá là đơn giản các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ load file vào nhé. Các bạn sẽ thấy nó loát và rất là nhanh bởi vì chúng ta có một tốc độ ổ cứng rất khủng. Đây, các bạn sẽ thấy là mình thiết kế rất là nhanh đúng không? Ok. Vâng, thưa các bạn, thì mình đang trải nghiệm tựa game đó là Left 4 Dead. Một tựa game 3D bắn súng cũng khá hay. Các bạn có thấy là nhiệt độ của máy mát không? Hiếm có một chiếc máy trang bị cấu hình phần cứng tốt, mát và hệ thống tản nhiệt lại êm, làm được như ThinkPad. Âm thanh của chiếc máy cũng rất là hay, nên cho các bạn trải nghiệm rất tốt. Các bạn sẽ thấy là mức FPS chúng ta nhận được từ khoảng 40 đến 50. Nhiệt độ nó chỉ khoảng ở ngưỡng là dưới 60 độ C. Trong khi đó GPU có nghĩa là cặp màn hình on chúng ta hoạt động đến 90 mấy%. Nhiệt độ quá mát các bạn ạ, hoàn toàn có thể tin tưởng người chơi. Các bạn hoàn toàn có thể cài các tựa game như là PUBG bản mobile này, CSGO này, Dota này, Half-Life đế chế, cài vào chơi thoải mái anh em nhé. Vâng, thưa các bạn có thể thấy là mình đã vừa test từ những dòng máy mà trang bị từ dòng CPU thế hệ thứ 8 này, CPU thế hệ thứ 10, i5 và i7. Các bạn cần mà làm việc hiệu năng cao thì các bạn sẽ chọn i7 có Vega rơi. Các bạn làm công việc bình bình thì các bạn sẽ chọn theo phân khúc giá tiền của mọi người. Với chiếc T490 trang bị dòng CPU đời 8 mà hàng vừa rồi thì mình đã bán với mức giá là 17.990.000 các bạn đều biết rồi. Với phiên bản i5 mà trang bị chip đời 10 hình thức kiểu hàng user về không có thùng hộp, bán kiểu dạng đại lưu thì mình vẫn bán cho các bạn với chính sách bảo hành 12 tháng và giá thì mình sẽ cập nhật trên website. Với i5 thì mình sẽ bán cho các bạn ở mức giá là 19.900.000. Với phiên bản i7 có Vega rời, mình sẽ bán cho các bạn ở mức giá là 22.900.000. Có lẽ là một trong những chiếc Lenovo ThinkPad có màn hình 14 inch mỏng nhẹ cơ động với chất lượng tốt nhất để các bạn có thể sử dụng các công việc lập trình đồ họa tầm trung. Cũng như các bạn sử dụng trong môi trường kinh doanh kế toán marketing thì cực kỳ hợp lý bởi vì chất lượng phím rất tốt và các cổng kết nối bên ngoài hoàn toàn đầy đủ, thời lượng pin dùng cực kỳ ok. Tất cả hàng thì đều có tại 3 cửa hàng của mình, bao gồm 2 cửa hàng Hà Nội là 304 Thái Hà, Đống Đa Hà Nội và 38 Dịch Vọng Hậu Cầu Giấy Hà Nội. Và hàng Sài Gòn thì ngày kia mình sẽ gửi thì có hàng rồi. Ở tại Sài Gòn các bạn có thể qua trải nghiệm nhé. Sài Gòn hiện nay với phiên bản T490i5 thì đã có rồi, các bạn có thể qua cửa hàng để trải nghiệm. Các bạn ở xa không đến cửa hàng được thì cửa hàng mình sẽ bán theo hình thức COD, nhận hàng, kiểm tra hàng ok rồi thanh toán, mình giao hàng qua bưu điện. Các bạn ở gần qua trải nghiệm thoải mái các bạn nhé. Chính sách bảo hành của những chiếc máy mới là toàn bộ máy 1 năm trọn đời cho phần mềm. Đó. Trong khi đó những chiếc máy mà cũ lai lưu thì mình sẽ bán ở hình thức là 1 năm cho phần cứng, trọn đời cho phần mềm, mà riêng màn hình và pin mình sẽ bao test cho các bạn 3 tháng lỗi sẽ được đổi mới các bạn nhé. Hy vọng là mọi người đồng hành và ủng hộ kênh công nghệ của TD bằng cách đăng ký kênh. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta cập nhật những dòng sản phẩm mới nhất tại shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.